Dạ Khánh Hoàng xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị đang xem trên kênh hôm nay ạ. Hồi hôm nay Khánh Hoàng cũng quay lại hoàn cảnh của cô Dung và gia đình được bên chồng cô Dung của chúng chị. Phía trước là nhà của mẹ cô, chồng cô Dung đang ở. Mấy bữa nay là chú không có việc làm sao chú? Không. Dạ, cũng nghĩ là mà đợi chừng nào có việc mình mới làm lại hả chú? Dạ. Dạ. Ai kêu gì thì mà cũng có cái chút chăn đó cậu ơi. Cô cho gửi cái mic vô. Cô qua đây ngồi với chú đi vô. Dạ. Bữa nay là cô cũng không có đi làm á. Dạ, bữa nay không có đi làm. Em thấy quá cậu, bữa nay cái gò cẳng nó đau rồi. Rồi cái bắt đầu quá hả? Thấy bữa nay rồi giờ dơ giấy nhà cửa quá rồi. Dạ. Thôi thấy sẵn thấy cô mới dọn ở trong hả cô? Mới dọn đó. Dọn dẹp. Dạ. Đây chú nuôi gà rồi này kia cũng hôi quá. Cũng buông ra Minh làm không, Minh nó đi mua không biết tào lao bác xế vậy. Cô bác rồi cho nó được thì nó mang ơn, nhưng mà nó vậy không chứ nó đâu có biết cái gì mà bữa đói bữa no mà nó để dành đặng mà nó có nó ăn. Yeah. Đó nó vậy đó chứ không phải như mình đâu. Nó vậy đó. Nói cậu ơi, giờ nhờ hả cô bác cộng đồng mà giúp đỡ cho mình được thì cô rất là mang ơn. Xin được là nâng là được cái nền này lên thôi. Đây dài đợi sao, dài đợi sao là nâng lên đặng thì cho nó có mưa gió nó không có tàn. Hằng ngày cô đi ngang đây thì hỏi thăm thì cô đi làm hả cô? Dạ, hỏi thăm mà đi làm hoài nó ngay đi lên bên kia cô có cái chị ở gần đó, biểu mình đi đâu rồi cái bắt đầu bà điện, bà mua này kia nọ, bà khó bà ăn cái bà cũng kêu mình đó, bà nói chị Cường ơi bữa nay chị ghé đây nha. Chị ghé ngang người tôi bữa nay tôi có đồ ăn tôi cho chị, tôi nói già cảm ơn nha, chứ cái mình đi ngang về cái là bà điện tới là bà kêu mình nè, nó ngay á chị em mà cũng thương lắm, nhưng mà có một cái đường hả không phải là cái gì đó nói vậy ở gần ở gũi chị em ai cũng cho chân bả đồ này kia nọ bà cũng cho, bà cũng thương, bà cũng cho ăn hoài vậy. Dạ. Già rồi cứ đau rồi kêu cạo gió cạo mắm này kia nọ cũng liền liền đi liền liền. Ngày ta thấy ta cũng thương mình lắm. Ở đây sống được mấy chục năm chứ đâu phải ở một ngày, ở một bữa mà. Nhưng mà chồng mình cũng quá khờ. Tôi hỏi cậu cũng như tôi coi cái clip á, mà trong khi á, hỏi bà già chồng mình đây giờ nó 85 tuổi rồi đó. Bà 85 tuổi vậy đâu phải mà ít đâu. Bà hỏi tới thằng chồng mình thì chồng mình nói tôi coi trong clip tôi cũng cười, mấy bà kia cũng cười. Nó nói chồng mình nói giờ ổng ba mấy tuổi rồi, mà bây giờ là ta hỏi bà già chồng mà bao nhiêu, ổng nói mới 40. Mình suy nghĩ mình cũng thắc từ. Bà già chồng mình là 85 tuổi rồi mà chồng tôi thì ổng nói ổng bà mới có 40. Nó cũng khổ vậy đó. Rồi ai coi cái clip ai cũng cự hết trơn. Tôi nói chung ra anh em bên chồng mình là ai cũng thiệt thòi chung không dữ không đó. Cô như không gài tiền bạc mà quý mạnh quân cho thì cô giữ hết hả cô? Bữa đó anh ta cho được 1 triệu đó. Nó ngay mình cũng giữ đó. Mình giữ mình mua này kia nọ cho bà ăn rồi với uống thuốc. Mấy tới giờ là tôi mới có cần được cho 1 triệu đô lạc đó. Dạ. Cho nó tới bây giờ cho, đó. Cho cô giữ để dạ, tiền dạ, mua thuốc, mua thuốc, mua ăn rồi dạ, cho ngoại dạ, đó, dạ. Nói vậy đó. Chứ còn đó bà nói đầu đó, bà nói nghèo khổ vậy lắm. Ở đây người ta biết. Giờ con đi bằng xe Honda cô. Khổ lắm cậu ơi. Đi bằng cô nói chuyện lớn lớn cô. Cỡ này quá khổ mà cái gì cũng bằng. Bằng cái gì cũng có bữa đói bữa no, có khi dạ. Nửa đêm gầu. Có bữa mà chồng mình không có bằng được, có ngang ngủ cũng không có được. Tôi hỏi cậu ấy chứ, tới đóng tiền điện, tiền nước cũng không có tiền. Rồi bắt đầu nhiều khi có khi mà không có đóng thì người ta cắt. Yeah. Rồi mình cũng không có tiền. Cái tôi nói anh ơi, gán đi cho coi ai có kêu mặn cái gì mặn sao mà ông bà, chú bà cái cho bữa đó cái ổng mặn được 200 mấy chục ngàn về cái ổng đưa được đi đóng tiền điện. Rồi cái nó qua cái vụ tiền điện rồi đó, nó qua đó. Mừng hết sức mừng. Cô cho hỏi thêm mà lúc mà chú Minh với dì Dung á về đây á là hàng ngày ăn uống là sao cô? Là sao? Ăn uống là cô nấu luôn hay là tự họ tự lo? Hai vợ chồng là ta tự lo. Dạ. Nói ngay vậy, còn nói ngay chung ra là bà vợ chồng mình thì mình mang là mình lo trong ngoài là bà vợ chồng mình. Còn cái chú Minh á thì ổng với bả là nấu nướng là ổng ăn, hai chồng ăn riêng. Minh với Mỹ Lệ á, hồi xưa tới giờ là Mỹ Lệ không à. Mỹ Lệ á con. Dạ chứ không phải mà cô Dung.
không phải tên con Dung, tên con Mỹ Lệ. Hồi đó tới bây giờ là mấy chục năm tôi ở đây mà. Dạ, chắc dạ. Có lẽ lên trên kia đặt cái tên khác. Dạ, chắc lên trên đó đặt tên khác đó. Dạ. Cái bữa hổm là chưa được có 5-6 ngày rồi tôi thấy là Minh đi lên trở nở trong 2 tuần lễ là bắt đầu mấy cậu cộng đồng rồi quay ị luôn tới bây giờ đó. Chứ mà ổng đi trong đồng, ổng đi giữ dịch hay là ổng đi mặn cái này kia nọ, rồi ổng cũng ít về nhà lắm. Ít về nhà lắm thì có ở đây thì tôi là dòm ngó bà và chồng không à. Còn thằng Chiến á, thì ổng cũng biết cũng ở đâu mà nó dẫn vợ đi về, nó ở trong nhà cũng được hai tháng à. Dạ. Và cái bắt đầu cái thấy chịu hụt cũng không nổi, nó ngay con cháu nó ở trong nhà thì nó ở chứ có ai đâu mà nói gì phiền phức nó đâu. Nhưng mà có cái đường nó quá dơ, chịu nổi nói nó, cái bắt đầu nó cắn này kia nọ. Rồi cái mình nói dặn, cái mình nói mình đuổi nó. Rồi cái nó đi lên cây chăn nó ở trên đó. Tôi nói là cô giận quá cô đuổi ha. Tôi nói á, cô bác cộng đồng ta nói gì nè, tôi nói mày sao mà mày ở dơ quá vậy. Mà theo lẽ nó phải mà nó ăn thì nó bỏ vô trong trong bọc rồi nó đi. Nó đem đi, nó không đem. Mà trong khi á, để cho con cộng trong khi á là nó không đem dẹp mà nó đi mua ba cái đồ gùi á, dán gùi á. Dán gùi á, nó 3-4 miếng rồi nó để tùm lum gì nè, gì nè để vậy chứ còn nó dẹp nó không có dẹp. Dạ. Nói vậy thì nó dặn nó vậy thôi, con cháu tôi đâu có bỏ nó mà nó phải mà đầu tiên mà tôi đuổi nó thì nó cũng đâu có ở trong nhà này 2-3 tháng trời. Nó vậy đó, nó hiện tại á, thì bây giờ chị Nhi với anh Kiệt á, thì cũng rất là sạch sẽ à. Bây giờ ngày mai bây về á, cô có cho vào cho đây ở không? Ở được thì cứ ở đi, con cháu mà. Dạ. Con cháu nó bất hạnh thì nó ở đi, mình cũng đâu có phiền phức nó mình cái gì đâu. Không can ngăn gì hết cô. À dạ, con cháu mà. Rồi có ở đi, thì thí dụ mình ăn uống gì cái gì mình gom vô trong bọc cái mình xách mình đi bỏ. Bên ngoài người ta cũng dòm ngó cho nó Nhi xong nó cũng sạch sẽ, phải dạ. Không? Rồi với hai nữa bên ngoài người ta nói á, người ta nói này nói kia, người ta cũng trong ngoài cũng sạch sẽ, còn này không có đâu. Đẩy chân gì nè, tay dài dài gì nè, đẩy chân ở trong nhà đẩy chân. Tới cái đám con cháu bên chồng của mình là trên chợ ngự nó cũng xuống, nó cũng nói nữa. Nó Út ơi Út chứ ngày hả là nói vô nhà là Út đựng tôi vô rồi. Quá khứ rồi, con thấy coi trong clip một cái tôi nói đó, lạy hết trơn rồi đi mua kiến đậu rồi lạy chân. Lạy chân, hả? Vậy quý. Chúng ta không vậy? Cô không về thì cô cũng có xem trên nhiều cái clip á. Rồi dạ. Cô có thấy là chị Nhi với anh Kiệt á, được dạ. Mạnh Quân giúp đỡ gì cô có bằng không? Mừng, mừng. Nhờ cộng đồng mà cứu giúp mà con cháu như vậy rất là tôi mang ơn. Dạ. Không phải mà tôi ghét dơ nó cái gì, nhưng mà dặn nó có cái đường mà nó hơi ở dơ tôi trả lời đó. Nó trả lời với tôi nó hơi hậu. Dạ. Rồi cái bắt đầu đó, tôi dặn nó vậy thôi. Nó bừa, nó nhiều khi nó kêu tôi bằng cái con mạch này con mạch kia nữa. Nó tôi dặn nó vậy. Dạ. Nó chứ đâu có phải mà bữa đầu tiên mà nó mới vô nhà mà tôi không cho nó vô, nó đâu có ở được 2-3 tháng trong nhà. Nó vậy đó. Rồi bắt đầu bây giờ miễn mà nó có về mà nó sống ở đây nữa thì ở đây thì nó cứ nói sống. Mà nhưng mà có cái đường sạch sẽ thì giờ cô bác cái chòm xóm bên ngoài người ta cũng nói Nhi nó về đây nó cũng sạch sẽ. Dạ. Chứ đâu phải mà tôi không cho nó ở đâu. Nó ngặt vậy đó. Chứ đâu có gì đâu. Mà hả miễn hả nói tới đó, nó dơ dơ mày sao không dọn dẹp mày sạch sẽ đi kia nọ. Cái nó nói ủa cái nhà của bà. Tao nói không phải cái nhà của tao là không phải nhà của tao tao mà nhưng mà tao nói rất tiếc mày ở dơ được không cho mày ở. Dạ. Nói vậy thôi chứ tôi cũng đâu có nói nó cái gì đâu. Còn nhưng mà cô bác bên ngoài mà cộng đồng bên ngoài mà giúp đỡ cho nó vợ chồng nó rất là tôi mang ơn. Tôi không có nói cái gì để tìm hết nói vậy. Dạ. Cái thằng bạn mà hớt tóc bên đây nè nó cũng nói vậy. Nó nói chết rồi trời, bữa đó xe ngang chiến ở trong tháp mười gì đó. Cái nó nói chết rồi trời, chết rồi, cái phe nó đi về tới nữa rồi, chết rồi. Mà tất nhiên là ta nói cái câu nói nó quá ở dơ rồi. Dạ. Rồi á, nó dơ giấy chịu nổi rồi gió nó bay qua bên nhà ta nè. Rồi nó hôi hám. Rồi người ta mấy nói gì. Trời ơi, này trời nó khổ gì đâu. Ở đây mình đã chung với hàng xóm rồi rất là đông, mình phải cũng kỹ càng này kia. Dạ. Chứ đừng làm phiền tới người khác. Dạ, đúng rồi. Dạ. Nếu mà về đây tôi nghĩ chắc là ở đây chứ không đủ đâu. Cái chỗ đấy mà cho không 5 người ở mới đúng không? Không có đủ đâu. Nhiều khi anh chồng tôi Hùng Minh đó đâu có chỗ, hai chồng đi vô đây nó ngủ rồi tôi cũng tội nghiệp. Nó đi ra ngoài cái góc ở ngoài đó đó, cái nhà bên đó đó, góc bên nhà bên cái nhà bên đó đó thì nó trong mùng nó nằm bên đó không. Yeah. Thấy cũng rất là mà tội nghiệp. Mấy lần con lại đây á với mấy anh em á cũng thấy chú Minh nè. Dạ. Cứ nằm ở ngoài cái mé lộ này không à. Dạ thì đó nó vậy đó. Cái nóng bạc nó lên. Dạ thì vậy không đó cậu ơi, chứ giờ quá khổ chưa biết nói gì hơn. Cái tối là chú Minh vô trong ngủ không thôi, cũng vào đây. Dạ, có khi giờ vô đây nè, mấy bữa ngày mà ở trên nhà quan về là vô đây không à. Dạ. Dạ. Chứ mà mưa thì vô đây.
có còn ấy thấy che vậy cho ba nghe nhà vậy chứ ổng là vô đây ổng ngủ. Rồi còn miễn mà còn có hai vợ chồng chiến á, thì ổng hai chồng với lại về cái bắt đầu ở bên đó. Mấy tới giờ ít có ở nhà lắm, đi giữ dịch người ta có khi cả nửa năm nữa. Dạ, mấy bữa nay thì anh em con đến đây chỉ quay ở trên khúc nhà trên thôi. Bây dạ. giờ cô có thể cho phép tụi con quay nhà của cô không? Dạ có. Dạ. Dạ. Đi qua bển đi. Dạ, dạ. Bây giờ cái mình anh em cũng mời cả nhà. Dạ. Ủa, đứng qua nhà của cô Út cả nhà. Chỉ chia sẻ với chú anh chị trong cái căn nhà trước thôi. Dạ. Đây. Ở phía trong nhà ở đây thì cũng có mấy đây. Cái con nuôi gà. Trong đây là nhà của chú Cường rồi. Trời ơi, con nuôi chó nhiều quá con. Hai ba con vậy đó. Dạ. Kì, vô luôn nha cậu. À, con vô luôn ha. Dạ, vô đi cậu. Vô. Vô đi cậu. Có cái gác lửng. Có cái gác. Dạ. Chú này bệnh hay gì? Bữa nay cũng ngồi thấy vậy. Có nhậu gì không? Dạ. Con này thiệt tình. Chú Cường với vợ ở căn này. Có một đứa cháu nữa. Cháu nội của chú Cường. Cái căn nhà cũng khá là chật hẹp. Nhà mình bao nhiêu người ở đây vậy cô? Dạ. Dạ. Nhà mình bao nhiêu người ở trong đây cô? Ở hai vợ con nè. Đức mẹ ơi, đi từ giờ ở ngoài mạng sao mà nó để cho cái con cái gì ở đâu mà nó gì trời, tôi đâu có mà gì mà giữ gì đâu mà gì nè. Dạ, chắc nó làm đổ gì vậy? Thằng nhỏ này nó gì nó làm đổ hay gì đâu á. Bé nãy ha. Dạ. Chứ nãy mình tối là mình chạy ở đây mình ngủ luôn hả con? Chạy đây ngủ luôn cậu ơi. Mình tính nói với ơi gì nè. À, bà già mình á, mình tính nói mình dọn dẹp cái chỗ này, đặng để cái chổng cái bộ giường của bảo qua bên đây, đặng mình chăm sóc cho bà. Chứ bây giờ ở bển nhiều khi mình bữa nay mà tôi thì dọn dẹp chặt chà đó, hai ba ngày nữa cái cậu lợi thử coi, tao nói nó dơ một cái nó lầy hết trơn luôn, chịu không nổi. Không lẽ tôi đau ốm gì hoài mà Minh nó ăn, hai chồng nó ăn mà nó để cho tôi dơ giấy mà tôi qua tôi mang hoài, chịu không nổi. Chứ phải mà có một mình bả thì tôi săn sóc bả đó, nhưng mà một mình bả nó nằm vậy thì nó sạch trong rồi, đâu có ai để mà dơ giấy đâu. Thì Minh nó chút xíu nó bư ra thì nó dơ gì, nó chín mười với vợ chồng chiến nó vậy đó, nó dơ vậy đó. Quá cô, đây thì thường ngày là cô đi làm công việc gì cô? Đi giúp việc nhà cho người ta, ai kêu làm gì làm cái nấy. Rồi đi cậu gió mướn này kia nội cho người ta gì đó cậu. Thường thì một ngày thì thu nhập mình tầm khoảng bao nhiêu cô? Có ít nhiều, người ta cho người thì cũng có cũng ít chục ngàn, hai ba chục ngàn cũng có nữa. Người kiếm được hai người thì cũng được đủ sống, mua một hai lít gạo ăn thì cũng được, hai ba ký gạo ăn cũng được, nói vậy. Mà còn ông chồng mà ông còn mằn được á thì hơi đỡ chút, mà ổng không có mằn rồi á, chị hết đầu đường luôn rồi. Ở đây là chú Cường mới thất nghiệp phải không? Dạ, cả tháng nay thất nghiệp quá trời luôn. Việc của chú Cường là làm gì cô ạ? Ông đi dắt, ai kêu gì mặn cái nấy, ai kêu gì làm cái nấy. Rồi cô với chú Cường có con cái gì không? Có con nữa đi, mấy thằng này là nó có con mình đó, là nó đi làm mà rồi nó có vợ có con, là nghèo khổ rồi nó đi tứ hướng hết trơn rồi. Nhưng mà là ông chồng mình ở đây, là mình ở đây với ông chồng mình, là mình về đây là mình chấp nối với ông chồng là mình gần 30 năm mà. Trong khi mà mình có chồng là có con á, ở Campuchia về á là con của mình. Ở lúc đó mình còn nhỏ, cũng như mới có 3 ngoài tuổi à. Là ông chồng mình á, là ổng lỡ thời. Ổng không có vợ. Rồi em về em thấy vậy cái tháo túc rồi sống chung với ổng luôn. Rồi mình thấy á, là ổng nghèo mà ổng cũng biết lo mà ăn. Rồi em mình mới về mình phụ với táo túc với ổng. Đó, tới ngày hôm nay luôn, tới bây giờ luôn là vậy đó. Mà nói chung ra gia đình này khờ khờ không vậy, chứ không có gia đình, không có ai khôn ngoan gì đâu, vậy không đó. Đó mình thấy vậy về bầu bạn với nhau mà sống đó. Cái lúc mà trước khi mà cô ở với chú Cường là biết gia đình có nhiều người cờ nhưng cô cũng vậy, biết rồi ha, biết mình biết như vậy cũng chấp nhận mà, dạ không? Rồi nhớ ngay mà ông chồng mình cũng hơi thiệt thòi mà nhưng cũng được, đỡ hơn dạ. Là chúng mình nữa đỡ hơn anh chồng mình, nó ngay vậy. Còn mấy chị kia nó đỡ,
bốn người chị kia mà có chị kia thì nó hơi khờ, mà còn ba chị kia thì nó không khôn ngoan à. Yeah. Người ta ở chợ ngự này kia nọ đó, nó ngay là như vậy. Cô ở đây cô có xài điện thoại không? Có xài điện thoại. Bây giờ thì bởi vì tụi con thì cũng không phải là những anh em làm YouTube của thiện nguyện. Dạ. Nhưng mà biết được hoàn cảnh của mình ở đây thì tụi con cũng muốn giúp một phần nào á. Dạ. Thì bây giờ tụi con sẽ kết nối với cô, với cô chú càng xa, nếu mà muốn giúp đỡ là bằng cách là tụi con sẽ để số điện thoại của cô vô trong cái clip này. Dạ. Bà con càng xa nếu mà xem được clip muốn giúp đỡ cô với bà cụ trước á, thì có thể là gọi trực tiếp cho cô ha. Dạ. Để đến đây để giúp cho cô trực tiếp luôn. Dạ. Tụi con thì hỏi thông qua tụi con gì hết. Dạ. Con nhớ số điện thoại không? Mình không có nhớ. Mình không có nhớ mà mình có cái số điện thoại cậu xét được không? Đâu cô đưa đây ngồi cho. Mình phải bỏ là làm bỏ cái áo ở đây. Dạ. Bỏ cái áo. À, dạ thì bây giờ thì mình cũng sẽ xin cô cái số điện thoại ở đây ha, để quý cô chú anh chị gần xa có muốn giúp đỡ gia đình thì có thể liên hệ trực tiếp ha. Cô đọc cái số điện thoại của cô đi cô. Dạ. 0 3 5 3 8 9 1 1 1 1 này số mấy không biết, số 7 hả? Không. 0 5 0 5 6. Rồi cô đọc lại lần nữa đi. 0 3 5 3 8 9 1 0 5 6. Dạ thì đây là số điện thoại của vợ chú Cường ha, là con dâu của bà bác nằm ở trước đó. Bà bác thì, bà Nguyễn Thị Đồng. Dạ thì quý cô chú anh chị gần xa khi mà xem được thì muốn giúp đỡ thì đến trực tiếp đây, xem hoàn cảnh ở đây. Rồi quý cô chú anh chị muốn giúp đỡ thì giúp đỡ cho gia đình ha. Thì tại vì mấy em cũng không phải là chuyên làm bên từ thiện, thì chỉ là làm những video độc lạ thôi. Nhưng mà hôm nay đến đây biết được hoàn cảnh thì cũng thấy muốn kết nối, muốn giúp đỡ một phần nào đó quý cô chú anh chị. Thì cô cũng đã đọc cái số điện thoại lên rồi đó cô chú anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào mà có thấy hoàn cảnh của cô khó khăn á, mà có muốn giúp á thì liên hệ trực tiếp đến cô. Dạ, con cũng xin phép cô về luôn ạ. Dạ. Dạ. Em cũng xin chào tất cả quý cô chú anh chị ạ. Và hẹn gặp lại trong video lần sau ạ.